nguyên liệu chuẩn bị cho món canh chua cá hú và cá hú kho tiêu. Một con cá hú cắt ra làm đôi, phần đầu, phần đuôi và phần giữa thì sẽ là món canh chua. Còn cái phần nạc nhiều thì sẽ dùng để kho. Trước khi kho thì mình sẽ ướp tỏi, nước mắm, dầu ăn. Hôm nay mình có thắng một chút mỡ heo cho nên mình sẽ để mỡ heo thay vì là dầu ăn. Đây là nguyên liệu làm nấu canh chua, bao gồm khóm hay còn gọi là thơm, bạc hà. Đây là bông súng mình bổ sung cho có hương vị đồng quê. Rau nấu canh chua, tỏi, bằm, nhuyễn, ớt. Và con dao mình chuẩn bị để cắt bạc hà, cắt khóm, cắt cà chua, cắt bông súng. Rồi, các bạn sẽ xem mình cắt như thế nào nhé. Tạm biệt. Đây, mình sẽ sắc xéo như thế này. Thank you.